Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Ok. Thì anh em ơi, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn. Ok bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Thì các bạn thấy là hiện tại mình đang ở trong một con map khá là quen thuộc đúng không? Ở đây đây, mình cho các bạn xem nè. Đây chính là con map mà lần trước mình với lại chị Camui đã thi đấu với nhau. Mà thi đấu cái gì mấy bạn nhớ không? Đó, thì đó là cuộc thi đấu gọi là thi đấu xây dựng mấy bạn ơi. Mà xây dựng cái gì nè? Mình cho các bạn 5 giây để bình luận nha. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cảm ơn mấy bạn. Trời ơi, bạn nào đoán đúng được rồi thì mình sẽ team cho các bạn nha. Đó, thì trong tập trước là mình với chị Camui đã thi đấu gọi là xây củ cà rốt biết bay. Đó, hấp dẫn chưa? Thì hôm nay mình mới quyết định rằng là mình sẽ mời thêm một thành viên của Hero Team vào đây để thi xây dựng với mình tiếp tục. Đó, thì hôm nay mình có mời đến bạn Sammy nè. Đó, thì mình đố mấy bạn nha. Linh vật của Sammy là con gì nè? Chị Camui thì cái linh vật là củ cà rốt nè. Thì lần trước bọn mình đã xây củ cà rốt rồi. Còn Sammy thì đố mấy bạn chúng ta sẽ xây cái gì đây? Mấy bạn được 5 giây bình luận luôn nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok rồi, bạn nào đoán đúng mình cũng thả tim luôn nha. Đó, thì bọn mình sẽ xây con cá mập mấy bạn ơi. Đó, nhưng mà con cá mập với con cá heo thì nó giống nhau, cho nên là mình sẽ xây con cá mập với lại con cá heo luôn. Đó, thì Sammy sẽ xây con cá mập nè, còn mình thì mình sẽ xây con cá heo. Đó, và là đặc biệt hơn nữa là cá heo biết bay và cá mập biết bay nha. Ok, bây giờ mình với Sammy sẽ bắt đầu thi đấu với nhau nha anh em. Và các bạn hãy bình luận xem người nào là người xây đẹp nhất nha. Ok, let's go vào video thôi. Rồi ok, bây giờ là Sammy là ở bên khu này nha. Còn tôi bên khu này. Bây giờ tôi với Sammy sẽ cùng nhau thi đấu xem ai xây con cá mập với cá heo đẹp hơn nha. Chơi không? Trời ok trời, mà cá mập này biết bay đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ lấy tất cả những dụng cụ để chế tạo cái tên lửa bạn ơi. Sau đó là mình sẽ lấy block để mình xây con cá heo nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ xây cá heo 3D hay là cá heo 2D đây? Xây cá heo 2D đi cho nó nhanh ha. Chứ con cá heo mà xây 3D thì xây rất là lâu luôn á. Xây 2D ha. Trời ơi, ông xây 3D cũng được, 2D cũng được, mà vấn đề 3D ông xây cái đầu thôi. Tôi cũng xây cái người, ông xây cái đầu thôi, xây cái đầu okay. Để nó bay lên mà dễ thương phải không? Còn tôi trời thì tôi xây 2D. Ok, mình sẽ lấy màu trắng nè, với lại màu xanh dương để mình gọi là xây con cá heo nha các bạn. À khoan, màu đen nữa để mình làm một cái viền cho con cá heo. Đây, cái viền đây, rồi. Đây là cái mũi tên nó chỉ về phía này, có nghĩa là con cá heo sẽ bay về phía này đúng không? Mình sẽ xây cái đầu nó ở đây. Mình sẽ xây cao lên cái để mình có chỗ mình xây dựng bạn ơi, xây cao lên. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ xây cái đầu con cá heo nè. Cái đầu con cá heo thì cái mũi cá heo nó sẽ hơi nhọn nhọn tí. Mình sẽ xây như thế này. Đó. Và con cá heo nó sẽ có được một cái mũi với là một cái miệng của nó. Rồi, sau đó thì mình sẽ xây cao lên phía trên. 1 hour later. Đó, ok. Đây là phần đầu, đây là phần miệng, còn đây là phần lưng. Ồ, cái bộ là xây con cá heo này là nó hơi gọi là không đủ chỗ xây bạn ơi, chết tôi rồi. Cái này là không đủ chỗ xây rồi, bây giờ sao ta? À mấy bạn ơi, mình nói bạn nghe nè, bây giờ con cá heo xây trong đây thì không đủ rồi, cho nên là mình sẽ có một ý kiến thế này. Mình sẽ xây con cá heo theo cách của mình. Sammy thì Sammy đang xây cái đầu con cá heo ngước lên trên trời các bạn ơi. Còn mình thì mình sẽ không xây như vậy, mình sẽ xây nguyên con cá heo luôn. Mình sẽ đặt cái khối này ra, cái khối này sẽ giúp cho mình có chỗ để mình xây dựng. Đó, ok. Bây giờ đặt một cái khối đây đúng không? Rồi sau đó mình bay qua đây, mình đặt thêm một khối bên đây nữa. Rồi đầu tiên mình sẽ để vào trong đây một cái quả bom nè. Rồi mình sẽ đặt cái lóc này lên. Đó là mình sẽ có được một cái lóc bay trên trời. Rồi bây giờ mình sẽ xây con cá heo nha. Tha hồ mà xây, giờ chỗ này của mình rộng ơi là rộng luôn. Mình tha hồ xây bạn ơi, không cần lo gọi là bị hết chỗ nữa. Rồi đầu tiên nè, mình sẽ xây gọi là cái miệng con cá heo nha. Y hệt như bên kia thôi, mình sẽ xây cái miệng con cá heo. Ok bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, mấy bạn thấy gọi là ra hình thù con cá heo chưa? Đó, nhưng bây giờ mấy bạn nhìn nó có giống con cá chưa? Ok, thì con cá heo á thì mình quên mất là nó có một cái vây. Nó có một cái người ta gọi là vi phải không ta? Cái vi hay là cái vây ta? Đó, thì nói chung là một cái gọi là cái mũi nhọn ở trên đầu của nó như thế này. Mình sẽ xây ra, đó, xuống như thế này. Đây, như vậy mới đúng là cá heo nè. Rồi, xây thêm cho nó cái phần gọi là phần vây để cho nó bơi nữa bạn ơi. Cái phần vây mà nó dùng để nó bơi á. Mình sẽ xây ra thế này. Ok, xây qua.
Rồi ok, đây là cái phần vây cái con cá heo nè, để mình qua mình coi Sammy xây đến đâu rồi. Ôi, Sammy xây cái gì mà nhìn to quá vậy? Wow. Ủa Sammy, bà đang xây gì vậy? Tôi đang xây đầu cá mập. Tinh tinh. Cái này là cái đầu của con cá mập á hả? Ừ đúng rồi, đầu cá mập mà. Không giống à? Phải giống luôn á. Sao sao tôi nhìn nó kỳ kỳ? Không biết nó có bay được không trời? Bay được mà, ông gắm vào hỏa tiễn là nó bay được mà đúng không? Ok rồi, rồi được rồi. Bà xây bên đó đi, rồi mình tiếp tục về mình xây chỗ của mình mấy bạn ơi. Đây, con cá heo, cái khung xương của con cá heo mình đã xây xong rồi nè. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ tô màu cho nó nha các bạn. Đó, mình sẽ lắp những cái này vào để mình tô màu cho nó nè. Cá heo thì nó có màu xanh dương thì mình sẽ lắp cho nó gọi là những cái khối màu xanh dương. Đó. Rồi mình sẽ lắp qua bên tới đây luôn. Ok, như thế này đi. Rồi. Mình sẽ lắp hết cái phần trên đây thành màu xanh dương luôn nha mấy bạn. Rồi mấy bạn xem nè, đó thì con cá heo của mình đã được lắp hết màu xanh dương rồi nè. À quên, còn phần trên đây nữa, cái vây của nó là chưa được tô màu xanh dương nè, mình sẽ tô luôn. Đó, con cá heo của mình sẽ là xây 2D nha các bạn, chứ không xây 3D nha, xây 3D sẽ rất là khó luôn. Đó rồi, bây giờ tiếp theo sẽ đến cái phần ở bên dưới bụng con cá heo. Thì dưới bụng cá heo thì mình sẽ xây bằng màu trắng, bởi vì con cá heo quá mấy bạn, cái phần bụng của nó là nó có màu trắng nha. Đây mấy bạn nhìn nè, thấy không? Mình cũng là cá heo đó bạn xem nè, sau lưng của mình thì là cái màu xanh đúng không? Còn trước bụng của mình thì là màu trắng, cho nên là mình sẽ phải xây màu trắng nha anh em. Đó, con cá heo thì cái bụng của nó sẽ có màu trắng, cho nên là mình sẽ xây màu trắng nè. Đó, xây màu trắng vào. Rồi xong, bây giờ là phần bụng của cá heo cũng đã được tô màu trắng rồi nữa bạn ơi. Tiếp theo nữa là phần cái vây này, cái vây thì mình sẽ tô màu xanh đi cho nó đẹp. Đó, tại vì là cái vây của con cá heo thì tô màu xanh nhìn nó sẽ nổi bật hơn, tô màu trắng thì nhìn nó sẽ hơi gọi là chìm xuống, cho nên mình sẽ phải tô màu xanh. Rồi ok, bây giờ tiếp theo nữa là đến phần mắt của con cá heo. Thì mình sẽ đập cái phần này ra, mình xây cho con cá heo con mắt nha. Chứ cá heo làm sao mà bị đuôi được đúng không các bạn? Xây vậy con cá heo mà nó không có mắt thì là cá heo bị đuôi luôn rồi. Ok, rồi đó, mắt nè. Ok, xây cho mắt nó to hơn tí đi. Mắt nó to tròn thì nó mới đẹp. Đó, to thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là lấy thêm block màu hồng. Block màu hồng đâu ta? Đây, block màu hồng. Ở đây trên đây có nè. Mình sẽ lấy block màu hồng để mình tô cho nó một cái má hồng mấy bạn ơi. Cá heo cũng phải thật là cute for me que. Đó. Rồi xong rồi, bây giờ mấy bạn xem con cá heo của mình có dễ thương không anh em? Có đẹp không? Mấy bạn chấm cho con cá heo của mình được bao nhiêu điểm thì mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Về cái phần gọi là xây con cá heo thì mấy bạn cho mình bao nhiêu điểm, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ gọi là xuống dưới đây, bấm vào đây nè. Rồi mình sẽ nhập cái tên của nó ra là đuôi cá heo. Đuôi cá heo, ok. Rồi mình tạo, mình sẽ có được một cái đuôi cá heo nè. Rồi, qua bên đây, bấm vào đây tiếp. Sau mình sẽ đặt là đầu cá heo. Mình sẽ đặt tên nó là đầu cá heo. Ok, rồi mình tạo, mình sẽ có được cái đầu con cá heo nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây, chúng ta chế tạo gọi là con cá heo biết bay nha anh em. À, rồi mình sẽ đặt cái này ra. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị được một cái đầu cá heo nè, với lại là một cái đuôi của cá heo. Đó, vậy là chúng ta đã có được con cá heo nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây con cá heo biết bay nha anh em. À, nhưng mà hình như con cá heo này nó hơi nhỏ bạn ơi. Chết rồi, nó nhỏ xíu luôn à, làm sao mà xây đủ đây ta? Chết. Không biết rằng là có được hay không đây, con cá heo của mình nhỏ quá bạn ơi. Mình thôi là bự hơn con cá heo rồi nè, giờ làm sao mà ngồi lên trên nó được. Ok, thôi mình xây đại đi. Giờ biết sao giờ. Ok, mình sẽ xây thế này nè. Ủa gì vậy ông, nghe nói cá heo ông nhỏ lắm hả? Cho em với. Nhỏ gì mà nhỏ, nó to đùng luôn á chứ nhỏ gì. Trời ơi. To vậy? To đùng luôn rồi, thấy không? Cái đầu cá heo là to cả này rồi đó, ghê không? Để ghế rồi nè. Sao để cái đuôi cá heo sau lưng? Cái gì vậy? Ờ, thấy không? Ờ, vậy là ngồi được rồi. Thấy không nè, mấy bạn nhìn nè, đây là đầu cá heo nè. Đây là cái ghế để ngồi lên con cá heo nè. Còn cái này là cái đuôi cá heo đó, vậy là bay được rồi á. Nó to bằng cái đầu tôi luôn không ơi, ghê quá. Ghê không? Ghê thật. Ôi, tức quá bạn ơi, Sammy xem thường mình rồi, Sammy xem thường cá heo của mình. Tức quá mà. Ok, thôi kệ, mình cứ xây tí cho bà tâm phục khẩu phục. Ok, mình sẽ đập này ra nè. Rồi mình để một cái đuôi tên lửa bên dưới. Rồi ok, mình xây lại rồi anh em ơi. Mình thấy kiểu này có vẻ hợp lý hơn nữa bạn ơi. Nhìn kìa, con cá heo ở giữa đúng không? Gắn hai cái tên lửa ở đây, xong có thêm cái ghế ở trên đầu. Vậy là thành cá heo biết bay rồi. Mấy bạn thấy hợp lý không? Bạn nào thấy hợp lý bình luận cho mình biết nha, chứ mình thấy nó hơi bự bự rồi đó. Ok, rồi để mình xem coi, bây giờ mình sẽ chế ra thành một chiếc xe nha. Ok, bấm nè, bùm. Ôi ôm, xe cá heo biết bay của tôi đã hoàn thành rồi nè Sam ơi. Ok, rồi mấy bạn ơi. À, nhìn nè, xe cá heo của mình đã hoàn thành rồi anh em thấy đẹp không?
mình là mình thấy nó đẹp lắm luôn á. Nhìn nó kỳ quá anh em ơi. Mình thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào á anh em ơi. Trời là trời. Ok mình sẽ thử, mình bay thử nha. Ok bấm nút bay nè. Bùm. Đó, cá heo của mình bay lên trời nè. Bay được nha anh em chứ phải là không bay được nha. Ghê chưa. Rồi để mình qua mình coi con cá heo của Sammy, lộn nhầm, con cá mập chứ. Con cá mập của Sammy xây như thế nào rồi. Sammy ơi, sao rồi? Tới đây tôi cho ông thấy trình tiệc phẩm của tôi. Đây là bên ngoài và bên trong của nó khác hoàn toàn. Đây là bên ngoài nó nha. Đây, ok. Đây là cái cửa vào bên trong đó nè. Xem đi. Có cửa luôn hả? Ok, leo vô nè. Cửa ra. Đó. Wow. Trong trời đây có ơi. Giường nè. Có giường luôn. Rồi có tủ cái sách nè. Trời ơi, ý hệt đó. Một cái nhà luôn bạn ơi. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi. Chết rồi, không chừng là kỳ này mình thua Sammy rồi bạn ơi. Sammy xây đầu tư quá chứ luôn á. Trời ơi. Ok được rồi. Không, quan trọng là để coi con cá heo của bà nó có bay được hay không thôi. Bây giờ bà lắp tên lửa vô cho nó đi. Biết lắp không? Hay để tôi lắp giùm cho. Thì ông lắp nhiều vào lắp ở đây nè. Đây. Ok được rồi, để tôi lắp cho. Rồi lắp một cái đằng sau lưng cho nó bay nè. Rồi. Rồi ok, bốn cái sau lưng cho nó bay nè. Rồi thêm mấy cái ở bên dưới nha, cho nó bay lên trời. Ừ đúng rồi. Ok. Chơi nha, bấm nè. Tích. Đó, trời. Ô mấy bạn coi nè, nó to gì đâu luôn các bạn. Ok, Sammy đây. Để coi nè. Coi cái đầu của con cá mập nè, nhìn nó xấu quá kìa. Nhưng bên trong nó đẹp được rồi, để tôi vào thử xem. Ok, bà vô bay thử coi. Bay lên. Trời ơi, bay không nổi luôn kìa. Ôi nhúng ơi. Trời ơi, bay không nổi bạn ơi. Trời ơi. Ông lắp kiểu gì nó bay không được luôn nè. Bà bấm cái chữ R đi, bấm cái chữ R. R. Rồi bay đi. Ồ, bây giờ mới bay được nè bạn ơi. Ok. Trời ơi, nó bay kìa. Trời ơi, nó nặng quá, nó rơi xuống dưới luôn kìa. Ôi, mấy bạn coi nè. Trời ơi, cái đầu của con cá mập gì đâu mà to đùng. Trời ơi, bay nhìn nó khó chịu gì đâu luôn á trời. Nè, bay xong rơi xuống nè. Ôi ôi. Tất nhiên rồi, hết nguyên liệu. Bên trong nhà của nó thì đẹp thiệt á. Nhưng mà gọi là mình nhìn thấy nó là xấu á bạn ơi. Nhìn bên ngoài nó xấu á. Ok rồi, xong lật luôn rồi. Ôi, gì á. Ok, thôi, bà đi qua coi tên lửa của tôi nè. Qua đây. Sammy. Trời ơi, cái đầu cá mập của bà làm sao đẹp bằng cái đầu cá heo của tôi, làm nhầm, con cá heo của tôi được. Tên lửa cá heo của tôi mới là đẹp nhất. Qua đây tôi cho bà coi nè. Đó, xuống đây. Nhưng mà tôi bên trong đẹp, bên ngoài xấu thì chưa điểm chưa có gì là ai. Nè, xem nè, xe của bà là nguyên cái tên lửa, còn tôi là nguyên cái tên lửa mini luôn á. Nè, tôi bấm vào đây nha, tôi sẽ đặt tên cho nó là tên lửa cá heo. Ok, tên lửa cá heo nha. Tạo máy nè. Đây, tên lửa cá heo của tôi nè. Cho bà coi. Sammy qua đây. Bà thấy gì chưa? Nè, thấy đó. Xin giới thiệu với bà, đây chính là tên lửa cá heo của tôi đó. Tôi đang ngồi trên nguyên con cá heo luôn, thấy không? Hợp lý không? Quá đẹp trời luôn ơi. Xây tên lửa là phải xây như thế này à. Trời ơi. Bé xíu gì đẹp mà. Bé xíu luôn á. Trời ơi, chơi gian quá à. Làm tôi xây bất công 3D, ông xây cầm 2D à. Trời ơi. Mấy bạn ơi hả? Mấy bạn hãy thử so sánh đi. Cái đầu hình con cá mập của Sammy với lại con cá heo của mình, con nào đẹp hơn, con nào dễ thương hơn, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy con cá heo của mình là quá dễ thương luôn, các bạn xem nè, nguyên con cá heo. Nhưng mà con tôi là có đó, có đồ vật phẩm trong kia bên trong đẹp hơn không nhiều. Nè, okay. Bà coi con cá heo của tôi bay nè. Bay lên cá heo. Ghê chưa? Cá heo tôi bay ghê lắm luôn á. Nó từ xuống bay kìa. Nè, đó. Ghê chưa? Cá heo của tôi nhỏ cho nên nó bay rất là xa luôn á. Bay rất là xa luôn, thấy không? Bay xa hơn chỗ kia luôn à. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy rằng là tên lửa của mình với lại tên lửa của Sammy, tên lửa nào đẹp hơn thì các bạn đừng quên là bình luận ở cho mình biết nha. Ok. Rồi, thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi. Thì mấy bạn nhớ chấm điểm cho mình biết được rằng là mình với Sammy ai xây đẹp hơn. Và tên lửa của ai được bao nhiêu điểm, nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.